Rồi, xin chào mọi người quay lại với kênh YouTube Phạm Hà Linh. Muốn chơi là phải bấm bớt móng đi. Phê. Này cào là không đau. Cắt khoảng tầm một ly rưỡi thôi, không vào trong cái tủy. Cắt xong rồi mọi người thích bế kiểu gì thì bế, cào không không đau nữa. Bình thường là dòng Nam Mỹ mà mọi người không thuần là không có cắt móng chân móng tay hay là để gần như này được đâu, cắn luôn. Người thì bình thường đi làm neo ở ngoài là cứ 50.000, 100.000. Bao tiền một bộ nhỉ? 200. Đây chỉ có cắt cái rũa thì chắc 50.000. Còn làm video đăng lên được 50.000 lượt xem là được. Cái này là mình nuôi là thuần tự nhiên hoàn toàn, thả ra suốt. Đây là trang sức. Đó. Lên cao hơn. Cái dòng này nó rất thích leo lên cao ấy. Đấy, lúc nào cũng muốn ạ. Sợ ngã, bám rất là chắc luôn.
Thằng chưa về. Thằng về chưa? Đi vào nhà cho. Màn này là cho em Tổng uống nước. Rất là từ tốn. Đấy, rồi xong rồi là đây là có rau cải, cà chua. Cho em Rồng và em Rùa Núi Vàng ăn này. Mọi người nhớ đăng ký kênh nhé. Xem thêm nhiều video về các em Rùa Núi Vàng nhà mình luôn. Rồi, xin chào mọi người.